Xin mời bạn tiếp tục xem trận đấu thứ hai, kèo 3-3 giữa Tuấn An và Việt Anh nha các bạn. Phía bên kia là Việt Anh, còn bên đây là Tuấn An. Điểm cho Việt Anh 1-0. Phá bóng tốt. Điểm cho Việt Anh 2-0. Phía đội hình của Việt Anh thì gồm có biên trái là Đông và trường 2 là Sẽ. Còn phía bên Tuấn An thì có trường 2 là Bình và biên trái là Bình. Em luôn nè. Và kết thúc của Sẽ. Tiếp tục là điểm cho Việt Anh 3-0. Điểm cho Việt Anh 4-0. Đá bóng không qua lưới. Tiếp tục là điểm cho Việt Anh 5-0. Chuông chùa đã đổ. Điểm cho Tuấn An 1-5. Một pha đập bóng của Đông 2K3 bung trắng Tuấn An nha các bạn. Quá quy lực kìa. Điểm cho Dương Anh 6-1. Anh em ai hỏi là đây quánh đây nha, này sợ hư quánh nè. Phía bên Việt Anh thì cầu trái Đông hiện tại là sinh năm 2K3 nha các bạn. Rất là trẻ. Chẳng không tốt. Điểm cho Việt Anh 7-1. Đánh bóng chạm lưới. Điểm cho Việt Anh 8-1. Bộ không tốt. Điểm cho Tuấn An 2-8. Và không hiểu ý phía bên đội Tuấn An. Điểm cho Việt Anh 9-2. Bóng không qua lưới. Điểm cho Tuấn An 3-9. Bỏ trắng. Xin mời các bạn đến với kèo 3-3 giữa Tuấn An và Việt Anh nha các bạn. Phía bên Việt Anh thì đánh 13 điểm tới, còn phía bên Tuấn An đánh 12 điểm tới nha các bạn. Phía bên đây lưới là
Bên phải là Việt Anh, bên trái là Đông và chuyền hai là Sệ. Phía bên Tuấn An thì bên phải là Tuấn An, bên trái là Bình và chuyền hai áo đỏ là Nghé. Phá bóng tốt, điểm cho Tuấn An 1-0. Quá tốt rồi. Và dừng bóng, dừng trên không chạm bóng của Tuấn An. Điểm 2-0. Đá bóng không qua lưới, điểm cho Tuấn An 3-0. Vẫn còn. Tiếp tục là điểm cho Tuấn An 4-0. Phát bóng không qua lưới, điểm cho Việt Anh 1-4. Chạm bóng tốt, điểm cho Việt Anh 2-4. Đập bóng tốt, điểm cho Tuấn An 5-2. Phá bóng tốt, điểm cho Tuấn An 6-2. Phát bóng quá tốt, sát liền. Tiếp tục vào pha phát bóng ăn điểm trực tiếp đến từ Bình, điểm cho Tuấn An 7-2. Điểm cho Tuấn An 8-2. Thế trận đã thay đổi, cách biệt quá xa. Lưới luôn. Điểm cho Tuấn An 9-2. Chẳng không tốt, điểm cho Tuấn An 10-2. Thank you.
chết luôn. Không có, nãy giao hai xe anh phát trước rồi em. Ông kia đâu rồi? Bắt ông kia vui nha. Vui vậy em lấy cho anh thấy người chấp anh điểm nữa. Rồi nè, em quên phá đi. Cũng đồng lại đó. Rồi chấp.